quá dữ vậy các bạn. Nào thì vào nhau tôi muốn lên đẹp các bạn. Xe hàng được khi vào ngồi gì ta, màu kem hả, kem màu cam sẫm, màu gạch tôm à, màu gạch tôm. Xe cuốc màu gạch tôm rất là bự các bạn, mà rất là đẹp. Bánh là xài bánh hơi nha các bạn. Cargo màu thúc xe tải ben cực kỳ bự luôn các bạn ơi. Rồi các bạn theo chân bên đây để xem chú xe cẩu bánh hơi này nè làm việc như thế nào nhé các bạn. Gào thật là hủy mà gào này chắc gào 80 á. To lắm. Sắp sửa đầy các bạn ơi. Mới vào
xe đẹp như vậy nè, rất là bự luôn. Xe mình nói thấy còn mới cháo luôn đó các bạn.